Hầu Mạc, Hải Hôn, Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc. Mã Đế Kim, Tây Hán. Quan tài chính Lưu Hạ Hán Phế Đế, vũ khí vàng 78 kg. Di sản văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Báu Phật chấn động thế giới, thần bí. Dấu ấn riêng của Lưu Hạ. Hơn 2.000 năm trước, bí mật của hoàng tộc. Năm 74 trước công nguyên, Hán triều đế Hạ Băng, đại tướng quân Hoắc Quang dâng tấu lên hoàng hậu, triệu Xương Ấp vương Lưu Hạ vào cung. Lưu Hạ tiếp nhận ngọc tỷ của hoàng đế, tôn Thượng Quan làm hoàng thái hậu, lo về lễ vật bồi táng cho chiêu đế. Tân đế Lưu Hạ phụ trách những chuyện liên quan nghi thức truy điệu. Bộ phim truyền kỳ Hải Hôn Hầu Liệp Thiên. Tướng quân, đúng như ngài dự liệu, quả nhiên có người đến cướp cái bánh vàng. Cho họ đi. Ngươi đi theo xem. Dân huynh, tôi thấy trong phòng mai táng có võ sĩ lạ. Bệ hạ, võ sĩ Xương Ấp quả nhiên là danh bất hư truyền. Quả nhiên ngày gì tổ chức nghi lễ mai táng cho tiên đế đã tốn không ít công sức rồi. Lão thần kính ngài một ly. May nhờ có đại tướng quân, các võ sĩ của ta mới có thể trông giác để cung bài bố luyện tập. Công lao trong đó có một phần của ngươi. Bệ hạ, từ Xương Ấp đến Trường An đã quen chưa? Đã bắt đầu thích ứng được với khí hậu của Trường An rồi. Nghĩ đến sẽ quen dần thôi. Huh?
Giữ lại mạng sống. Thần không kịp đến tiếp ứng. Xem là người nào. Dừng. Không phải võ sĩ của chúng ta. Lưu Hạ, đêm nay phòng vệ phòng giác dãy do thần tưởng người phụ trách. Ta nói không sai chứ? Dâng, do ta phụ trách. Vậy tại sao lại phát sinh chuyện này? Là do ta thất trách. Thái hậu, vừa nãy nếu như không phải bệ hạ đỡ cho thần một kiếm, lão thần có thể bây giờ đã đầu lìa khỏi cổ rồi. Đại tướng quân quá lời rồi, ta nhất định tra rõ chuyện đây, để cho hoàng thái hậu lời giải thích. Báo, bánh vàng trong phòng mai táng bị trộm. Tướng Trung Lang Quốc chủ bị thương. Cái gì? Thương tích của Trung Lang tướng thế nào rồi? Bây giờ đang ở đâu? Thương tích không nặng lắm, đã đưa về phủ trị thương. Truyền Vũ Lâm dậy, đưa thái hậu và bệ hạ hồi cung. Không cần, ta thấy đến phòng mai táng đi. Bệ hạ, chuyện hôm nay nguy hiểm quỷ dị, càng huống hồ bây giờ người là cửu ngũ chí tôn, vẫn nên hồi cung đi. Đợi thần tra rõ chuyện phong tế, thần sẽ bẩm báo với bệ hạ sau. Được, vậy thì làm phiền đại tướng quân rồi. Triệu Thương, đi theo ta về phòng tế. Hoắc Vũ bái kiến đại tư mã đại tướng quân. Hôm nay canh phòng chưa nghiêm ngặt phòng tế, xin đại tướng quân hãy trách phạt. Thương tích có nặng hay không? Vết thương không có vấn đề gì lớn, bị chức sẽ nhanh chóng tìm lại bánh vàng. Người đã bị thương thì nghỉ ngơi mấy ngày đi đã. Chuyện tra tìm bánh vàng ta tự sắp xếp. Bánh vàng bị trộm là thất trách của bi chức. Lẽ nào đại tướng quân không cho Hoắc Vũ một cơ hội lấy công chuộc tội hay sao? Ta vốn tưởng rằng Lưu Hạ mang bánh vàng từ Xương Ấp đến thành Trường An là gì để nhập linh cho Chiêu Đế. Bây giờ xem ra là ta nghĩ đơn giản quá rồi. Cho nên chuyện đêm nay, trước khi làm rõ chân tướng, quốc gia chúng ta không thể mạo hiểm tham dự vào. Ta đã phái người tra triệt để thành Trường An, thề phải tìm ra tên trộm cho bằng được. Đại tướng quân không còn chuyện gì, Quốc Vũ xin cáo lui trước. Đợi đã. Quốc Dân và Quốc Sơn đến mấy ngày rồi, con có gặp họ chưa? Không gặp, đứng lại đó. Sơn Nhi và Dân Nhi đều là con của con, con nên gặp chúng đi chứ. Con trai gặp phụ thân chỉ có thể gọi thúc phụ. Tôi gặp thì có tác dụng gì? Vũ Nhi, lẽ nào hôm nay con vẫn chưa hiểu hay sao? Hiểu sao? Tôi cái gì cũng hiểu. Từ khi ông đem chúng đi bắt làm con trai của Quốc Khứ Bình, tôi với bọn chúng đã không còn là cha con nữa rồi. Dương Thức, thầy của Lưu Hạ. Thầy, các thị vệ canh gác phòng giác để đêm nay đã quay về chưa? Ta đã kiểm tra qua rồi, không phát hiện có gì bất thường hết.
Người đưa rượu đến cho các võ sĩ là hắn ta. Đúng. Chắc là phát hiện ra cái gì cho nên bị giết đi diệt khẩu. An Ninh, nàng phái người đưa cha mẹ của cậu ta một ít tiền, nói là cậu ta ở Trường An làm quan, nhận được bổng lộc. Bệ hạ, tôi đã kiểm tra mấy dặm xung quanh phòng giác để rồi. Các võ sĩ của chúng ta vẫn không thấy tung tích. Quốc quan bọn họ cũng đang tìm. Phòng tế có tin tức gì hay không? Gác cửa đều bị giết rồi. Quốc chủ cánh tay bị thương. Bánh vàng mà chúng ta đem từ xương ấp đến đều bị trộm hết. Thầy à, chuyện thích xác của phòng giác để xin người hãy điều tra. Được. An Ninh, người ta đợi cuối cùng cũng hiện thân rồi. Đại tướng quân tìm ta. Lão thần có vài chuyện không hiểu, muốn đến thỉnh giáo bệ hạ. Sao? Triệu Thương. Nghe danh bệ hạ là đệ nhất xạ thủ xương ấp đã lâu. Xin hãy đoán xem bên dưới tấm vải đen kia là cái gì. Đại tướng quân không đi điều tra chuyện xảy ra đêm qua, lại sáng sớm đến tìm ta, không bằng có gì thì cứ nói ra đi. Đừng có vòng vo nữa. Những võ sĩ làm trò trong phòng giác để là người của bệ hạ hết. Bánh vàng bị trộm trong phòng giác để cũng là do bệ hạ mang từ xương ấp đến Trường An. Tại sao hai chuyện này đều có liên quan đến bệ hạ vậy? Đại tướng quân đang nghi ngờ ta sao? Lão thần không dám, chỉ là nhắc nhở bệ hạ. Sau khi tiên đế băng hà, thành Trường An dịch thì có vẻ thái bình đó, nhưng mà thực tế âm mưu ầm ầm nổi lên. Bệ hạ mới đăng vị, không nên có gì che giấu lão thần. Đại tướng quân, trước khi vào cung, chúng ta ở Dương phủ xương ấp đã bàn rất nhiều chuyện mà. Một trong số đó chính là ta mời thợ rèn xương ấp làm bánh vàng đem đến nhập linh cho tiên đế, thể hiện lòng hiếu kính. Lẽ nào ông quên rồi hay sao? Bệ hạ lẽ nào sớm đã dự liệu được bánh vàng sẽ bị cướp? Ông có ý gì đây? Đây chính là đầu của thích khách phòng giác để đêm qua. Đêm qua võ sĩ tế vũ của ta bị người tráo đổi, đến nay sống chết vẫn chưa rõ. Ông là đại tướng quân nên truy xét chuyện này đi, chứ không phải đến đây để thăm dò ta. Lão thần đi theo hai vị hoàng đế, hiểu được chỉ có quân thần một lòng thì thành Trường An này mới có thể yên ổn được. Quốc quan, ta bây giờ là vua của Đại Hán, không cần ông đến đây dạy ta phải làm thế nào. Bệ hạ cũng đừng quên, người vẫn chưa bái miếu cao tổ, chưa nhận được long khí, vẫn chưa được xem là hoàng đế thật sự. Tế Dân, ta nên lên triều rồi, thay ta tiễn đại tướng quân về đi. Bệ hạ, hy vọng người nhớ lời mà lão thần nói hôm nay.
đem những thứ này đến cho người nhà của hắn ta. Chuyện đã rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa. An Ninh, giết Hoắc Quang chúng ta nghĩ quá đơn giản rồi. An Ninh, nàng và ta đều biết giết người thì sẽ phải trả giá, có đúng hay không? Sư phụ cũng đang điều tra chuyện này. Ừ. Hôm nay cổng thành đã canh gác nghiêm ngặt rồi. Đợi mấy ngày nữa ta sẽ nghĩ cách đưa họ ra khỏi thành. Bốn người bọn họ vẫn tốt chứ? Quốc gia đang điều tra chuyện này rồi. Bốn người họ không thể xảy ra chuyện gì nữa. Yên tâm đi, bọn họ rất an toàn. Ta còn tưởng rằng ngươi không đến. Tại sao vẫn đến tìm ta? Ngươi tưởng là cùng Lưu Hạ vào cung thì là người rồi sao? Chuyện ám sát Hoắc Quang trước đây ta đã làm theo lời căn dặn của tổng lĩnh. Ngươi còn muốn gì nữa? Nhưng mà Hoắc Quang vẫn chưa chết. Làm theo lời các người làm, căn bản không thể nào thành công được. Đừng có nóng chứ, chuyện đó cũng làm không tồi mà. Nhưng mà có một chuyện ta rất thấy hiếu kỳ. Ngươi dùng cách gì làm cho người phụ nữ của Lưu Hạ nghe lời ngươi răm rắp vậy? Không phải là dùng thủ đoạn gì mờ ám đó chứ? Bốn võ sĩ xương ấp đó ta đã theo phương thức chúng ta đã bàn trước đó giấu đi. Theo như trước đây thống nhất, các người có thể tìm họ. Ta quên nói cho người biết, bây giờ trong thành tra xét vô cùng nghiêm ngặt, chúng ta cũng không có cách nào ra tay được đâu. Cho nên chuyện này vẫn phải ngươi tự mình giải quyết. Ngươi, nghĩ cách để Lưu Hạ nhìn thấy nó đi. Quá nguy hiểm, ta làm không được. Để Lưu Hạ nhìn thấy nó, chúng ta sau này thật sự không cần phải gặp lại nhau nữa rồi. Ta nói rồi, quá nguy hiểm, ta không làm được. Nếu như ta là ngươi thì nhanh chóng đi tìm cách. Ta đã tra ra rồi. Bốn thích khách phòng giác để đêm đó đều là thổ phỉ bên ngoài thành Trường An. Có người mua chuộc bọn chúng chết thay. Vậy gia đình bị giết thì sao? Trên người của hắn ta có hai chỗ bị thương, một chỗ bên dưới sườn, một chỗ bị thương đến gần cốt ở cổ. Vết thương ở dưới sườn không tổn thương đến nội tạng, chắc là vì muốn che mắt người khác cho nên mới thêm vào thôi. Còn vết thương chí mạng thật sự lỡ cổ. Có người ở sau lưng đột kích cắt đứt. Đột kích? Bệ hạ, theo việc phòng bị của chúng ta đêm đó, người bên ngoài không thể nào làm được. Thầy tiếp tục điều tra, có tiến triển lập tức nói với ta. Được. Thầy cẩn thận đó. Bệ hạ không cần lo lắng, chuyện sớm muộn cũng sẽ giải quyết được thôi.
Chuyện gì? Đêm đó, tôi đi theo đám người mặc đồ đen đến một nơi. Vừa muốn rời đi thì bọn chúng phát hiện tôi. Bọn chúng bắt tôi, bức hỏi tôi là ai. Tôi không nói. Bọn chúng nhốt tôi lại. Nhốt ở đâu? Nhốt tôi ở trong. Sau đó tôi chạy. Rất nhiều rắn độc. Rất nhiều rắn độc. Còn có người giống dĩ đáng chết. Cái gì? Tướng quân cứu tôi. Mở cửa, kiểm tra. Kiểm tra. Này, ngươi không nhìn xem đây là đâu à? Sáng sớm ra không sợ đen đuổi hay sao? Đi thôi. Quan binh bao lâu đến tra một lần? Cái này không nói chính xác được. Có ngày đến mấy lần, có ngày cũng không đến. Nhưng mà những quan binh này đến chủ yếu là xem một chút, sau đó liền rời đi. Ngài cứ yên tâm đi. Được. Chuyện này xong xuôi, tiền không để ông thiệt đâu. Cảm ơn đại gia. Dương đại ca. Nào, mang đồ ăn ngon cho các người đi. Dương đại ca, chúng tôi khi nào có thể ra khỏi thành được? Ta và An Đinh đang nghĩ cách. Bây giờ bên ngoài tuần tra rất nghiêm ngặt. Cứ yên tâm đi. Qua mấy hôm nữa, ta sẽ đưa các người rời khỏi thành. Mau ăn đi. Quán cờ Thạch Bắc, ngày mùng 10, mang theo đồ trong tay ngươi, người trộm vàng. Thần Dương Thức cầu kiến bệ hạ.
Thầy xin mời vào. Bệ hạ, mấy ngày nay ta đã âm thầm đối chiếu vết thương dưới sườn của gia đình và vũ khí các gia tướng xương ấp, phát hiện có kiếm ngắn của hai người phù hợp với miệng vết thương. Một trong hai người đó cùng với mấy gia tướng khác đêm đó canh gác trước phòng ngủ của an ninh. Bọn họ không hề đến phòng giác để. Người còn lại là Tề Dân. Thầy nghi ngờ Tề Dân. Sau khi bệ hạ vào cung, sắp xếp phòng vệ của các gia tướng xương ấp đều là do Tề Dân phụ trách. Đêm đó ở phòng giác để cũng chỉ có hắn ta là có thể tự do đi lại thôi. Người đầu tiên phát hiện ra thi thể gia đình cũng chính là hắn ta. Không thể nào đâu thầy. Đợi mấy ngày nữa ta tự mình điều tra. Bệ hạ, ta biết hai người lớn lên từ nhỏ với nhau, tình như thủ túc, thích sát ở phòng giác để không phải tội nhỏ đâu. Nếu không làm ra lẽ thì ắt sẽ loạn mất. Thầy, ta từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm. Thầy và An Ninh, Tề Dân chính là người nhà của ta. Thầy, bánh trúc này làm sao mà người có được? Bánh trúc có thể đưa đến trong điện, không thể xem thường. Bệ hạ phải suy nghĩ trước khi hành động đó. Thầy, người ta đợi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Người nên vui mừng cho ta mới đúng. Bệ hạ, cẩn thận. Thầy không cần lo lắng, chuyện sẽ được giải quyết mà thôi. Bệ hạ, đã chuẩn bị xong hết rồi. Chúng ta đi. Báo tướng quân. Nói đi. Bọn họ đang ở trong một quán cờ ở thành Bắc. Có mấy người chứ? Lưu Hạ, Tề Dân và một người của đối phương. Xung quanh không có tiếp ứng. Không ngờ đời này của mình còn có thể đánh cờ với hoàng đế. Đã lắm. Quá đã. Nhưng mà trên bàn cờ này khó nhìn quá. Các hạ mỗi một nước cờ đều là tham lam, khó tránh lạc đường. Bệ hạ, chúng ta hôm nay đến quán cờ này không phải là chỉ để thể hiện tài năng đánh cờ. Các hạ thật thú vị quá. Là người mời bọn ta đến. Người sáng không nói ám hiệu. Thứ chúng ta cần có mang đến rồi chứ. Các hạ nói cái gì chứ? Ta nghe không hiểu. Bánh vàng trong phòng tế là bọn ta trộm. Nhưng mà bên trong vẫn thiếu một thứ.
Trước khi cha của ta qua đời, tôi chạy ngoài mang về một hộp mật này và một lô bánh vàng. Khi đó trong người con máy có kịch độc, lại không dám nói hung thủ là ai. Không lâu thì rời xa nhân thế. Sau này mẹ của ta nói cho ta biết, cha thấy ta còn nhỏ, sợ gặp phải rắc rối, mới nhẫn nhịn không nói kẻ thù ra. Sau khi ta hiểu chuyện mới tra thấy có một cuộn tranh trong hộp mực, phát hiện ra bánh vàng mà cha của ta để lại cho ta chỉ là một bộ phận trong cuộn tranh. Ngươi tốn công tốn sức dụ chúng ta từ trong tối ra, rốt cuộc là có ý gì đây? Tra rõ chân tướng, báo thù cho cha. Chuyện năm đó thủ lĩnh của chúng ta biết. Thủ lĩnh của các ngươi là ai? Bệ hạ, biên chức nghe thuộc hạ báo cáo nói cải trang xuất cung. Gần đây thành Trường An không được bình yên cho lắm. Ngài vừa mới lên làm hoàng đế, càng phải chú ý an toàn hơn. Ta phải làm sao mới gặp được hắn ta? Chỉ cần ngươi giao đồ trong tay của ngươi ra, thủ lĩnh tự nhiên sẽ ra gặp ngươi thôi. Hắn ta là ai? Lưu Hạ, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ta là hoàng đế đương triều, ngươi lại dám gọi thẳng tên của ta như vậy? Ta bây giờ có thể giết chết ngươi. Ngươi nhớ lấy, quốc gia là thần trong triều, đừng quên thân phận của ngươi. An Ninh nấu cháo, có muốn cùng ăn một bát hay không? Thôi, ta không đi đâu. Cũng được, đi thôi. Hôm nay thế nào rồi? Ta nấu cho chàng một bát cháo. Cháo này nhất định phải ăn khi còn nóng. Gạo với đậu xanh trong cháo đều là thiếp mang từ xương ấp đến đó. Ta không ăn đâu. Nói chuyện với ta đi. Chuyện của gia đình xử lý thế nào rồi? Tiếp phái người đem một số tiền qua đó. Người nhà của cậu ta biết cậu ta làm quan to đều rất vui. Người cũng đã an táng xong xuôi. An Ninh, nếu như người thân nhất của nàng phản bội nàng thì nàng sẽ thế nào đi? Xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì đâu. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ ra vấn đề này mà thôi.
Thiếp không biết, nhưng mà bất kể chàng làm như thế nào thì thiếp đều ủng hộ cho chàng. Chào đại tư Mã đại tướng quân. Lùi xuống đi. Vâng. Chuyện quán cờ ta đã biết rồi. Đại tướng quân, ta chỉ là muốn tìm lại bánh vàng thôi, lấy công chuộc tội. Con dưỡng thương cho tốt đi, đừng có nhúng tay vào chuyện này nữa. Vết thương này không dễ lành như vậy đâu. Tại sao con vẫn không chịu hiểu? Con phải biết sau khi tiên đế băng hà có bao nhiêu người nhằm vào quốc gia chúng ta không? Con sợ quốc gia chưa loạn hay sao? Con nói bây giờ, con đừng có chọc tức Lưu Hạ nữa được không? Tất cả mọi việc ta sẽ xử lý tốt. Nghĩ cho kỹ lời ta nói đi. Tướng quân, nói, quán đồ tế ở thành Bắc phát hiện 4 người xưng ấp, chắc chắn không sai chứ? Vâng. Ngày mai chúng ta phải đi đưa lương thực cho mấy vị đại thần ở thành Đông. Ngươi bảo 4 người họ trà trộn vào đội quân đưa lương thực đó, đợi khi đi qua Trường Sang ở thành Đông, từ Trường Sang chạy trốn vào trong rừng cây, như thế là có thể rời khỏi thành Trường An rồi. Bệ hạ, đại tư Mã đại tướng quân cầu kiến. Ngươi lui xuống đi. Vâng. Hôm qua ngài đến quán cờ thành Bắc gặp ai? Ta cũng không biết bọn họ là ai hết. Ngài không biết? Ngài rốt cuộc là muốn gì đây? Đại tướng quân, bộ giáp này là cha của ta để lại đó. Năm đó ta nhìn thấy ông ấy mặc áo giáp anh võ thần khí, cho nên suốt ngày đòi mặc. Ông ấy thường nói rằng đợi ta lớn rồi sẽ cho ta một bộ. Nhưng khi ta 5 tuổi, ông ấy đã qua đời. Cha của ta vô cùng yêu thương ta. Chuyện đồng ý với ta chưa bao giờ nuốt lời. Không ngờ
Cái cuối cùng ta đợi được lại là chiếc áo giáp mà ông ấy từng mặc này. Mười bốn năm trước, cha của người, Lưu Bá, chết ở Xương Ấp. Nhưng mà theo ta được biết, có liên quan đến Yến Dương Lưu Đán. Trước khi cha của ta chết, có một chuyến đi xa. Trên đường quả thực là có đi qua địa phương của Lưu Đán. Nhưng mà Lưu Đán cũng đã chết nhiều năm rồi, rất nhiều chuyện không thể nào tra ra được. Nhưng mà cha của ta để lại một số bánh vàng. Ta ở trong đó đã tìm ra manh mối. Xem ra sau khi tiên đế băng hà, ngài hẹn tôi đến Xương Ấp Dương phủ đều là nói dối. Có vài chuyện chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Người làm như thế có giống như một đế vương hay không? Bây giờ chuyện trong thiên hạ thuộc quyền quản lý của ông, không phải là giống như mong đợi của đại tướng quân hay sao? Ngài, thù cha phải báo thì lòng ta mới yên được. Trong thời gian này, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản ta được. Triệu Thương, đại tướng quân, Triệu Thương lĩnh lệnh. Từ ngày hôm nay, ngươi thời thời khắc khắc đều phải canh gác ở Dị Ương Cung, bảo vệ an nguy của bệ hạ. Triệu Thương tuân lệnh. Dừng. Đi qua cánh rừng này chính là ngoài thành Trường An rồi. Bốn người chia nhau số tiền này. Sau khi đi qua cánh rừng này, chúng ta dùng cách thức đã nói trước để liên lạc với nhau. Ta sẽ đưa người nhà của các người qua đó. Dư đại ca, Quỳnh muốn làm gì? Các người là ai? Tề Dân. Nếu như ta đoán không nhầm thì bọn họ mới chính xác là võ sĩ làm trò thật sự. Bắt mấy người bọn chúng đi. Nói cho ta biết là ai chỉ thị. Tề Dân muốn giết các ngươi diệt khẩu. Các ngươi vẫn còn muốn giấu giếm hay sao? Nói. 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 Tôi nói. Tôi nói là an ninh Tề Dân bảo chúng tôi làm. Lưu Hạ có biết hay không? Không biết. Nếu như ta đem chuyện hôm nay nói ra, ngươi rốt cuộc muốn thế nào đi? Ta muốn ngươi giúp ta làm chút chuyện thôi. Nghe nói Lưu Hạ bên đó có một thứ liên quan đến bánh vàng thì phải. Tại sao ngươi biết? Không cần kinh ngạc như vậy đâu. Ta muốn ngươi giúp ta trộm nó ra, thì ta sẽ giúp ngươi giữ kín bí mật này. Thế nào rồi? Bọn họ nếu như báo bình an rồi thì Quỳnh nói cho ta biết. Ừ, chuyện này muốn qua đi e là không nhanh như vậy đâu. Mùi phải cẩn thận đó. Mùi thì không sao đâu, chỉ là lo cho bệ hạ thôi. Dân ca, Quỳnh phải bảo vệ cho Quỳnh ấy.
Bệ hạ không ở trong cung sao? Quỳnh ấy và thầy ra ngoài rồi. Vậy thì ta đi đây. Muội cẩn thận đó. Có chuyện gì thì kịp thời nói cho ta biết. Thầy, bệ hạ, chuyện quán cờ ta đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Được. Thầy, thầy đi nghỉ trước đi. Chuyện của Tề Dân, người suy nghĩ như thế nào chứ? Ta vẫn phải nghĩ thêm đã. Bệ hạ, càng để lâu thì càng nhiều chuyện hơn. Người phải sớm đưa ra quyết định đi. Ta biết rồi. Thứ ta muốn mang đến rồi chứ. Xử lý hai người đó đi. Đừng đến tìm ta nữa. Yên tâm đi. Bệ hạ, thần phụng lệnh của đại tướng quân canh gác Dị Ưng cung. Nếu như bệ hạ muốn xuất cung thì phải thông báo trước cho đại tướng quân. To gan, ngươi dám giam đóng bệ hạ sao? Triệu Thương phụng lệnh hành sự. Khoan, ngươi về báo lại cho đại tướng quân. Ta về điện đợi ông ta. Tạ bệ hạ. Đã kiểm tra qua rồi. Triệu Thương, một lát nữa phải để ý. Dân. Đại tướng quân, ta có thể vào đó rồi chứ? Bệ hạ, xin mời. Triệu Thương. Các người là ai? Bớt phí lời đi, tránh ra hết cho ta. Các người có biết người đó là ai hay không? Còn không tránh ra thì ta sẽ giết chết hắn ta. Yu
Thủ lĩnh đã đợi rất lâu rồi, xin mời. Các người ở bên ngoài đợi ta, không cần phải lo lắng. Lưu Đán, Yến Dương Lưu Đán, con trai thứ ba của Hán Võ Đế. Rất may người vẫn còn nhớ ta. Xin mời ngồi. Ông vẫn chưa chết. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Ta vẫn đang nghĩ ai cướp bánh vàng. Thì ra là ông. Người ở trên đời này đều biết ta 6 năm trước đã chết. Cái chết của cha ta rốt cuộc là như thế nào chứ? Có biết lập thiên hay không? Kỳ nhân Tự Phúc trước khi đi về phương Đông đem dị thuật quân tử thời Tần hòa nhập với tập quán, viết thành một quyển sách. Trong đó ghi chép cẩn thận làm thế nào để rèn luyện tuyệt thế đao binh, bài bố chiến trận thất truyền, còn có giải thích rõ chiến lược chính trị và tâm pháp luyện đan dược. Người có được liệt thiên có thể bình được thiên hạ. Từ Phúc đem nội dung trong sách giấu ở nhiều nơi khác nhau. Mà những vị trí đó ông ta đã dùng mật văn cắt lên trên bánh vàng. Mà cách dịch của mật văn đó đều nằm hết trong cuộn tranh đó. Người trên đời chỉ có đồng thời lấy được bánh vàng và cuộn tranh thì mới lấy được liệt thiên. Cha của ta sau khi đem bánh vàng và cuộn tranh về, tại sao lại bị trúng kịch độc như vậy? Độc của ông ấy là Quắc Vũ Hạ. Tại sao ông lại biết? Trước khi Lưu Bác chết, có phải toàn thân biến thành màu đen? Năm đó đại ca Lưu Cư chết vì bị giá quả. Ta và cha của ngươi liền tranh đoạt ngôi vị thái tử. Vợ của Quốc Quan là Quốc Hiển âm thầm đến tìm ta, nói với ta là nếu như sau khi ta đăng vị trọng dụng con trai của bà ta là Quốc Vũ thì sẽ giúp cho ta. Ta khi đó một lòng muốn đoạt vị, cho nên đã liên minh với bà ta. Mùa thu năm đó, cha của ngươi đích thân từ trại Bắc bí mật đến địa bàn của ta. Quốc Vũ và ta liền nhân cơ hội đó giết ông ta. Khi đó cha của ngươi kịch liệt phản kháng, nhưng mà vẫn bị trúng tên độc của Quốc Vũ. Khi ông ta chạy thoát thì rơi một số bánh vàng.
ta chưa từng nghĩ đến. Quách Hiển và Quách Vũ, bọn chúng căn bản là lợi dụng ta giết chết cha của ngươi. Sau đó bọn chúng vậy mà cũng hạ độc ta, muốn đoạt đi bánh vàng. Tại sao ông lại sống được đến bây giờ? Là ông trời không tuyển đường của ta, để ta từ trong bánh vàng phát hiện một loại đan dược mới có thể thoát chết một kiếp. Sau đó mới biến thành nửa người nửa ma như thế này. Ngươi không phải là muốn báo thù cho cha ngươi sao? Chúng ta cũng có thể liên thủ với nhau. Bệ hạ, gặp được người mà người muốn gặp chưa? Gặp được rồi thì sao? Mà chưa gặp được thì làm sao? Hành vi của người có giống với một đế vương hay không? Vậy thì hành vi của ông có giống với một người thần tử nên có hay không chứ? Quân thần nhìn nhận nhau hay lắm. Bệ hạ, người xem, ta mang ai đến đây? Triệu Lâm, Trương Sâm, bọn họ chính là võ sĩ làm trò ở trong phòng giác để bị thay thế. Bọn họ nói với tôi, người ám sát đại tướng quân chính là ở đây. Quách Vũ, chuyện hôm nay do ta xử lý, người lui xuống đi. Hôm nay ai cũng không thể ngăn tôi đâu. Tự mình đứng ra đi. Ta đếm đến ba. Một, hai, ba. Còn không mau đứng ra. Quách Vũ, Trung Lăng tướng Quách Vũ tự dùng quyền lực của mình bảo vệ pháp luật, kỷ luật, có gì mà không đáng? Quách Vũ, còn không ra đi. Là ta làm đó. An Ninh, đang nói linh tinh gì đó? Mau quay về. Cuối cùng dám đứng ra rồi hay sao? Bệ hạ, người hành hung nên chịu tội gì? Bỏ kiếm xuống. An Ninh, tại sao vậy? An Ninh, tại sao? Vì chàng, ta làm bất cứ cái gì cũng đều bằng lòng hết. Nàng quá ngốc nghếch rồi.
An Ninh, đừng để họ mang ta đi. An Ninh, Triệu Thương, canh phòng nghiêm ngặt vì Ưng Cung đi, không được để chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài. Dân, ta nhất định sẽ báo thù cho cha và nàng. Thám tử theo dõi đã thăm dò được rồi, là một đám đạo sĩ, đại tướng quân. Chuyện này ngươi tự mình làm đi. Dân, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. An Ninh đã chết rồi, ngươi còn muốn trốn đến khi nào nữa? Tấm trúc bảo ta đến quán cờ là ngươi để lại đúng hay không? Lừa An Ninh giết Quách Quan cũng là ngươi, có đúng hay không? Ta từ khi sinh ra, vận mệnh của ta đã xác định, ta không có lựa chọn rồi. Ngươi giết ta đi, giết ta đi. Ngươi đi đi, đừng để ta tìm thấy ngươi. Không thì ta nhất định sẽ giết chết ngươi.
Đừng giết ta, ta có lời muốn bẩm báo với đại tướng quân. Bắt lại. Các vị, chuyện ám sát ở phòng giác để đã tra ra. Trung lang tướng Quách Vũ có công lao điều tra, thưởng 100 tấm lụa tốt, 100 lượng vàng. Bệ hạ, đây là chức trách của thần, không cần thưởng cũng được. Nhưng mà bánh vàng bị trộm mất vẫn chưa thấy tung tích. Chuyện này do Trung lang tướng quân tiếp tục điều tra đi. Bệ hạ, chuyện bánh vàng là chuyện trọng đại. Quách Vũ e là không gánh vác được trọng trách này đâu. Đại tướng quân, Trung lang tướng còn chưa trả lời. Quách Vũ tuân lệnh. Mấy hôm nay, vệ quý của Trường Lạc Cung thượng tấu nói là tuổi tác đã cao, khó có thể gánh vác được trọng trách bảo vệ hoàng thái hậu, muốn cáo lão hồi hương. Bệ hạ, chuyện này e là ngươi cho rằng chuyện này không thỏa đáng hay sao? Không lâu sau, vệ quý của Trường Lạc Cung kế nhiệm sẽ đến nhậm chức. Tướng quân, đại tướng quân ông ấy. Lùi xuống đi. Tại sao con lại đồng ý với Lưu Hạ chứ? Hắn ta rõ ràng là muốn giết chết con. Tôi và hắn ta đã ở cục diện không đội trời chung rồi, càng huống hồ gì ai giết ai còn chưa biết. Con chỉ là một con đàn bà chết thôi, chuyện này đừng quan tâm đến nữa. Ta sẽ thuyết phục Lưu Hạ xử lý tốt chuyện này cho. Lưu Bác là tôi giết. Cái gì? Con nói cái gì chứ? Người mà Lưu Hạ muốn báo thù giết cha là tôi. Nếu như tôi đoán không sai thì hắn ta đã biết rồi. Vũ Nhi, tại sao không nói sớm cho ta biết? Nói cho ông thì có tác dụng gì chứ? Ông dám lật đổ thiên hạ của Lưu Thị hay không? Vũ Nhi, Vũ Nhi à, vệ quý Trường Lạc Cung đến báo thượng quan thái hậu bị ám sát. Cái gì? Xin đại tướng quân mau chóng đến Trường Lạc Cung. Bệ hạ, Quách Quang đã ngồi xe ngựa đến Dị Ương Cung rồi. Thông báo cho Quách Vũ tiệm Dụng Thành Bắc phát hiện bánh vàng. Dừng.
Quắc tướng quân, còn nhớ ta hay không? Là ông sao? Lưu Đán. Không phải ta, làm sao có thể biết nhiều chuyện như thế được? Quắc Vũ giao cho người giết. Người giao cuộn tranh cho ta đi. Triệu Thương, hộ tống bệ hạ hồi cung. Trẫm ở đây bắt tội phạm, ai dám cản trở trẫm? Triệu Thương, nếu như bệ hạ không chịu đi, ngươi một bước giết một người. Đi. Ngươi, Vũ Lâm quân nghe lệnh, bắt sống Lưu Đán. Bên trong Liệp Thiên rốt cuộc có bí mật gì chứ? Tại sao ngươi lại biết Liệp Thiên? Trần Quý đang ở trong tay ta. Ngươi giết chết ta đi, ta sẽ không nói gì hết. Yến Dương Lưu Đán, xem ra quãng đời còn lại của ngươi phải trải qua ở trong tù rồi. Giải vào đại lao cho ta. Hán Võ Đế trước khi mất giao cho Quách Quan chỉ thị giết Tây Thái Giáp. Nếu vị hoàng đế tiếp theo có hành vi nguy hại cho xã tắc Giang Sơn thì có thể xử quyết. Triệu Thương, đem cái này giao cho Thượng quan Quảng Thái Hậu đi. Vâng. Bảo bà ta đêm nay triệu Lưu Hạ đến Trường Lạc Cung. Vâng. Triệu Lưu Hạ đến Trường Lạc Cung gặp ta. Vâng. Đêm nay cô đi Trường Lạc Cung, nếu như xảy ra chuyện gì thì thầy phải sống tiếp. Các vị huynh đệ, bất luận đêm nay trong Trường Lạc Cung đợi ta là cái gì, Lưu Hạ ta cùng với các huynh đệ đồng sinh cộng tử. 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 Trường Lạc Cung. Bệ hạ mặc áo giáp,
khiến ta nhớ đến cha của người. May là đại tướng quân vẫn còn nhớ đến ông ấy. Hoàng Thái Hậu tìm ta có chuyện gì vậy? Bệ hạ, xin mời. Hoàng Thái Hậu đâu? Thái Hậu một lát nữa sẽ đến. Không bằng chúng ta đánh cờ đợi đi. Bệ hạ xin mời. Trước đây đều là ta cùng tiên đế đánh cờ, không ngờ lần đầu tiên đánh cờ với bệ hạ là ở trong hoàn cảnh như thế này. Bàn cờ thì vẫn ở đó, nhưng mà người thì chưa chắc đã có. Bệ hạ người thấy chúng ta sau này còn có cơ hội đánh cờ với nhau nữa hay không? Thế sự khó liệu. Đánh cho xong bàn cờ này đã. Xem ra bệ hạ thật sự muốn quỷ bàn cờ này giữa chúng ta rồi. Thù của cha ta nhất định phải báo. Tặng một câu, bệ hạ đừng hủy hoại bản thân của mình. Chuyện đã tới nước này rồi, còn gì muốn nói chứ? Lưu Hạ. Thượng quan Hoàng Thái Hậu bị ám sát rồi. Lưu Hạ, ngươi đại nghịch bất đạo, dám nhân lúc đêm khuya đến Trường Lạc Cung ám sát Hoàng Thái Hậu. Tên cẩu tặc quắc quan này, vô liêm sỉ. Đem đám loạn thần xương ấp này giết hết cho ta.
Tề Nhân, ta vẫn luôn coi huynh là huynh đệ của ta. Tề Nhân, khoan đã. Hắn ta không thể chết. Cuộn tranh trong tay của con có khả năng là giả đó. Người đâu, bắt sống Lưu Hạ cho ta. Dân, bắt hết đi cho ta. Xuân ấp Dương Lưu Hạ tiếp nhận ngọc tỷ của hoàng đế, kế tục tôn hiệu hoàng đế. Ngày 27 sau khi kế vị, hành vi quan loạn vô độ, không tuân lễ phép. Đại tướng quân Hoắc Quang và quần thần thống nhất thông báo hiếu chiêu hoàng hậu, quyết định phế truất đế vị của Lưu Hạ, trở thành thứ dân, đuổi về Xuân ấp, thưởng cho 2.000 hộ ấp Thang Mộc từ tài sản của Dương gia. Quốc sản Xương ấp thuộc quận Sơn Dương, tàn dư của Xương ấp giết sạch không tha. Năm 63 trước công nguyên, Hán Tuyên Đế hạ chiếu phong Lưu Hạ làm Hải Hôn Hầu. Cùng năm đó, Lưu Hạ chuyển nhà đến quận Dự Chương. Hầu gia, đô quý Dự Chương đến gặp. Từ năm 63 đến năm 59 trước công nguyên, Hải Hôn Hầu Lưu Hạ được phong đến quận Dự Chương, luôn bị đô quỷ Dự Chương giám sát, chết ở Dự Chương. Bộ phim này được cải biên từ nguyên tác Đế Vương Hầu bi kịch thiên cổ, cuộc đời của Hải Hôn Hầu Lưu Hạ. Nội dung câu chuyện có thêm tình tiết, sáng tạo nghệ thuật, không thể làm tham khảo lịch sử. Bộ phim này dành tặng cho những người cổ vũ văn hóa Hải Hôn Hầu.